Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các bệnh viện trên địa bàn tăng cường tầm soát bệnh hoại tử xương hàm bởi sau khi mắc Covid-19, nhiều bệnh nhân đã bị hoại tử xương hàm, gây ra những hậu quả nặng nề hoặc tử vong. Tại thành, phố, thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện răng hàm mặt trung ương và bệnh viện Triệu rẫy đã ghi nhận 24 trường hợp hoại tử xương sọ mặt trên bệnh nhân có tiền sử mắc Covid-19. Tại bệnh viện răng hàm mặt trung ương thành phố Hồ Chí Minh, trong 16 bệnh nhân hoại tử xương hàm trên, có 3 ca hoại tử rất nặng lan đến cả sản sọ. 13 trường hợp còn lại đã phẫu thuật lấy hết xương hàm trên hoại tử, sử dụng kháng sinh, điều trị hậu phẫu. Trong số 11 bệnh nhân được khám, chẩn đoán tại bệnh viện trợ rẫy và các cơ sở khác chuyển đến, có 2 trường hợp tử vong, 3 trường hợp được phẫu thuật cắt bỏ xương hàm và loại bỏ mô xương bị hoại tử theo các bác sĩ, bệnh cốt tủy viêm xương dễ nhầm lẫn với bệnh lý viêm xoang, áp xe não hay là viêm nhãn cầu, sau đó bệnh nhân có thể mất đi cơ hội điều trị sớm.